Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thôn thông minh không chỉ là vấn đề đặt ra với nông thôn mới kiểu mẫu mà còn là xu thế phát triển tất yếu của nông thôn trong thời đại công nghệ 4.0. Tiểu mục Nơi đang sống mời quý vị về thăm thôn Ngải Dương, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm cùng người dân chia sẻ những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng mô hình thôn thông minh. Tiểu mục hỏi đáp về nông thôn mới sẽ là những chất vấn và trả lời chất vấn về kết quả thực hiện nghị quyết số 330 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di rời trên địa bàn Hưng Yên. Còn bây giờ sẽ là những tin tức nông thôn mới chúng tôi vừa cập nhật. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hiện cả nước có hơn 6.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 73,65%. Trong 6 tháng cuối năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 75%. Hưng Yên về đích nông thôn mới sớm thứ 3 toàn quốc và nằm trong top 5 tỉnh thành được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có hơn 60% xã đạt nông thôn mới nâng cao. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 106 NQCB về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, cả nước số lượng hợp tác xã nông nghiệp hoạt động đạt loại tốt khá chiếm từ 60% trở lên, xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình hoạt động hiệu quả, vận động từ 40 đến 45% tổng số hộ nông lâm ngư nghiệp tham gia hợp tác xã. Phấn đấu có hơn 3.000 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khoảng 30% số cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp được đào tạo. Năm 2023, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi đã đầu tư gần 150 tỷ đồng, tập trung thực hiện các tiêu chí như giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục. Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được bê tông hóa, chiều rộng mặt đường từ 3-5 mét. Các thôn có nhà văn hóa, cơ sở giáo dục được đầu tư xây dựng mới với gần 20 phòng học, phòng chức năng, gần 97% số lao động trong độ tuổi lao động tại địa phương có việc làm thường xuyên, ổn định. Xã phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Trong thời gian tới, đối với xã chúng tôi thì tiếp tục là đầu tư cơ sở vật chất cho các thôn và cũng tranh thủ sự ủng hộ cũng như là các cái cơ chế của huyện để phát triển kinh tế trong toàn xã và cũng xây dựng khu dân cư nông thôn mới của toàn xã trong hai thôn. Trong 3 năm trở lại đây, trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động không có tình trạng đơn thư khiếu kiện, không xảy ra các vụ trọng án, các tổ an ninh tự quản hoạt động hiệu quả, giữ vững an ninh trật tự địa phương. Năm 2022, xã được Ủy ban nhân dân huyện công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và được Bộ Công an tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện xã đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các điểm trọng yếu. Dự kiến đến cuối năm 2023, xã phấn đấu hoàn thành các nội dung mẫu về lĩnh vực an ninh trật tự. Chúng tôi cũng đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình địa bàn đối tượng, qua đó đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội. Thế chúng tôi đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân nắm được các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, và đồng thời là cũng từ đó là cũng phát động toàn dân cùng chung tay với cả các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh sản xuất, thời gian qua, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động đã tập trung phát triển đường nội đồng để phục vụ việc vận chuyển và tiêu thụ nông sản của người dân địa phương. Hiện nay, xã có 18,5 km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, chiều rộng mặt đường từ 3-4 mét, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Để làm được những tuyến đường nội đồng kiên cố, người dân địa phương đã chủ động đóng góp 50 triệu đồng hiến đất nông nghiệp, ngày công lao động. Toàn xã Đồng Thanh hiện có trên 225 hecta trồng cây ăn quả, chủ yếu là cam, bưởi, 5 mô hình hợp tác xã. Thu nhập bình quân 1 hecta trồng cây ăn quả đạt khoảng 360 triệu đồng trên năm. Tòa
Toàn huyện Khoái Châu hiện có trên 470 ha trồng cây dược liệu gồm nghệ, cỏ ngọt, bạc hà, húng quế, tập trung ở các xã Chí Tân, Bình Minh, Tứ Dân. Việc hình thành các vùng dược liệu tập trung đã tạo điều kiện cho người dân mở rộng trồng các loại dược liệu quý, hiệu quả kinh tế cao, tạo tiền đề hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ dược liệu. Giá bán củ tươi khoảng 7.500 đồng một kg, bình quân 1 hectare nghệ cho thu hoạch khoảng 27 tấn củ, ước đạt khoảng 200 triệu đồng. Mỗi sào trồng bạc hà cũng cho thu hoạch được từ 5 đến 6 tạ thành phẩm khô trên năm, giá bán hiện tại khoảng 800.000 đồng một kg tinh dầu. Chúng tôi thu một năm là 3 lứa, thu được 20 triệu một sào, bán cho công ty ở bên Châu Giang, người ta đến là người ta thu mua, rất là ổn định. Sau một quá trình dài đàm phán, hiện sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên có cơ hội xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản và nhiều thị trường tiềm năng khác. Hội nghị kết nối xuất khẩu nhãn và sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản năm 2023 là bước khởi đầu cho hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giữa các doanh nghiệp uy tín tại thị trường Nhật Bản. Trong số trên 4.600 ha trồng nhãn tại Hưng Yên, có trên 30% diện tích sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Toàn tỉnh đã có 29 mã số vùng trồng cho sản phẩm nhãn, sản lượng hàng năm đạt trên 46.000 tấn và ngày càng tăng tỷ lệ các giống nhãn đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao. Vừa qua, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, quá trình triển khai và thực hiện nghị quyết số 330/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 9 tháng 12 năm 2022, quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, chính sách hỗ trợ khi di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là một trong những nội dung được nhiều đại biểu và nhân dân quan tâm. Ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên đã có những trả lời chất vấn như sau. Ngay sau khi mà nghị quyết số 330 được ban hành, thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tham mưu Ủy ban tỉnh cái kế hoạch số 90 và đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt vào ngày 24 tháng 5 năm 2023. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chúng tôi đã tập huấn được 30 lớp với cái số lượng là 1.800 người tham dự, thành lập cái tổ công tác do đồng chí Phó Giám đốc Sở làm tổ trưởng cùng với các cái huyện, thị xã, thành phố và phối hợp với các cái cơ quan truyền thông. Tính đến cái thời điểm mà ngày 5 tháng 7 thì đã có là 10 trên 10 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành cái kế hoạch để thực hiện cái nghị quyết số 330. Và cái kết quả về tổ chức rà soát thống kê, xác minh số hộ, số cơ sở chăn nuôi, về tổng đàn vật nuôi, số lao động trực tiếp, về diện tích các cái cơ sở chuồng trại, vân vân. Đến nay thì Văn Giang là huyện đi đầu và cho tới nay cũng đã xong cái việc rà soát xác minh, đã ký được cam kết. Thế còn lại 9 huyện, thị xã, thành phố thì đang trong giai đoạn rà soát và xác minh. Thì chúng tôi cũng dự kiến là trong tháng 7 thì 9 huyện, thị xã, thành phố còn lại thì sẽ có được cái số liệu. Theo báo cáo thì cho tới nay đã có 7 trên 10 huyện đã có cái kế hoạch dành đất để chăn nuôi tập trung xa khu dân cư giai đoạn 22-2030 với 141 khu, tổng diện tích là 1.492 ha. Thì trong đó là huyện Khoái Châu là 394, huyện Tiên Lữ là 303, huyện Yên Mỹ là 295, huyện Kim Động là 244, huyện Phủ Cừ là 213, huyện Văn Lâm là 30 ha và Ân Thi là 10,9 ha. Hiện nay thì còn có 3 địa phương là chưa bố trí quy hoạch đất để chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, thì đó là Văn Giang, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên. Chúng tôi cũng đề nghị cần phải điều chỉnh ngay để bổ sung diện tích đất để chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, để di rời các cái hộ mà chăn nuôi ở khu vực cấm, đảm bảo về môi trường cũng như là về các cái yêu cầu khác đối với quy định của luật chăn nuôi. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đã có cái tờ trình số 39 ngày 10 tháng 3 năm 2023 xin chủ trương để xây dựng cái đề án phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư
và quy hoạch khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2030 và định hướng đến năm 2040. Và khi mà Ủy ban tỉnh cho chủ trương thì chúng tôi sẽ tập trung để hoàn thiện trong năm 2023. Về thời gian hoàn thành theo nghị quyết số 330 thì chúng tôi đã có cái lộ trình năm 2023 Sở Nông nghiệp sẽ ban hành các cái hướng dẫn và triển khai đồng bộ về các hướng dẫn kỹ thuật, tài chính, rồi thủ tục về xây dựng chăn nuôi. Thì trong tháng 7 này thì các huyện sẽ rà soát xong để 100% các hộ cơ sở đăng ký ký cam kết ngừng cái hoạt động chăn nuôi và chuyển đổi nghề hoặc là rời đến khu vực chăn nuôi phù hợp theo quy định. Phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành cái quy hoạch phân khai đối với đất đai, tối thiểu là 20-25% số cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi ngừng hoạt động. Đến 31 tháng 12 năm 2024 thì là 100% các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi ngừng hoạt động và hoàn thành việc hỗ trợ di rời, rồi hỗ trợ chuyển đổi nghề cũng như các hỗ trợ khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Đình Dù trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Văn Lâm. Không dừng lại ở đó, xã đang đi đầu trong việc xây dựng thôn thông minh, lấy thôn Ngải Dương là mô hình điểm. Những thành quả bước đầu đã khẳng định hiệu quả thiết thực mô hình đem lại cho người dân. Thôn thông minh không chỉ là vấn đề đặt ra với nông thôn mới kiểu mẫu, mà còn là xu thế phát triển tất yếu của nông thôn trong thời đại công nghệ 4.0. Ngải Dương là một trong năm thôn của xã Đình Dù với hơn 2.400 nhân khẩu, hơn 500 hộ gia đình. Nhằm xây dựng nông thôn thông minh, cán bộ thôn đã vận động người dân xã hội hóa, tự lắp đặt camera an ninh tại gia đình và ở các trục đường chính của thôn xóm. Hiện đã có hơn 80% các hộ dân lắp đặt camera giám sát, phòng tránh mất cắp, đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Nhà tôi với cả các hàng xóm ở khu dân cư mới này lắp camera nhằm mục đích là để bảo vệ tài sản, đặc biệt là nhà mình thì còn bán hàng. Ví dụ nhà có đi đâu xa thì vẫn xem qua được hệ thống qua điện thoại. Ở khu dân cư này thì yên tâm, nói chung là an ninh là trật tự an toàn, chưa có hiện tượng là mất cắp. Thôn lắp đặt mạng wifi miễn phí tại nhà văn hóa, tạo thuận lợi cho người dân tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, học tập các mô hình phát triển kinh tế và phục vụ nhu cầu giải trí. Đến nay, 100% người dân trong thôn đã cài đặt mã định danh điện tử. Từ nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 17 triệu đồng, thôn đã trang bị hệ thống truyền thanh không dây, giúp truyền tải thông tin, văn bản, chỉ đạo các cấp đến người dân nhanh hơn và tiện lợi hơn. Ngoài ra, Ngải Dương đã thành lập tổ công nghệ số để thông tin tuyên truyền các hoạt động phong trào của địa phương, đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh từ phía người dân. Từ khi có nhóm Zalo của thôn, mỗi khi triển khai công việc trong thôn, lãnh đạo thôn không phải tới tận nhà người dân để tìm gặp, thông báo, vừa không mất thời gian đi lại, nhân dân cũng nắm bắt được thông tin nhanh nhạy và kịp thời hơn. Là một công dân của một thôn thông minh thì chúng tôi cũng được hưởng lợi rất nhiều từ công nghệ. Trong quá trình hoạt động của các câu lạc bộ dân vũ, văn nghệ của thôn thì nhóm Zalo sẽ giúp chị em chúng tôi gần lại với nhau hơn. Chị em mỗi người một nơi mà vẫn có thể lên được những cái ý tưởng cho một cái chương trình nào đấy. Ví dụ như là những cái chương trình mà chúng tôi đi giao lưu với nhau về thì cũng nhờ công nghệ mà chúng tôi có thể đưa được cái chương trình của chúng tôi cho nhiều người biết hơn. Trung bình, một gia đình của thôn sử dụng từ 2 tới 3 điện thoại thông minh, cài đặt các ứng dụng mạng xã hội, Zalo, Facebook, phục vụ hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt và phục vụ nhu cầu giải trí. Từ đó nâng cao giá trị của sản phẩm, thúc đẩy giao thương, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã. Thôn chúng tôi cũng đã đặt chỉ tiêu đến tháng 12 năm 2023, 90 đến 100% các gia đình là sẽ lắp đặt toàn bộ hệ thống camera. Hệ thống wifi của công cộng là chúng tôi sẽ đạt đến tỷ lệ tới khoảng 80% nhằm mục đích để phục vụ đời sống nhân dân để tiếp cận với công nghệ thông tin mới nhất. Sang đầu năm 2024 thì cũng tiếp tục xây dựng cái mô hình thôn thông minh ở thôn Thị Trung và thôn Xuân Lôi, nhân dân rất là hưởng ứng. Thôn thông minh đã tạo nên những công dân số, qua đó thu hẹp dần khoảng cách nông thôn thành thị. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi số nhằm giúp người dân, doanh nghiệp được hưởng những lợi ích từ dịch vụ công, tiện ích xã hội, góp phần xây dựng Đình Dù thêm văn minh, hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại vào chương trình này lần sau.